Để giữ được sự bền bỉ thì chúng ta cũng cần một số cái phương pháp. Đấy, chúng ta phải chia nhỏ mục tiêu ra, đúng không ạ? Thì chúng ta ví dụ mục tiêu của chúng ta là hãy học hỏi ngay cái câu chuyện của anh Lương vừa chia sẻ, đúng không ạ? Anh ấy muốn trở thành một nhà đầu tư, đúng không? Anh chia nhỏ ra thì anh ấy mất 4 năm để đi vào doanh nghiệp, để hiểu cái bộ máy của một doanh nghiệp nó vận hành như thế nào, có các phòng ban bộ phận ra làm sao, các báo cáo, cách đọc báo cáo tài chính, đúng không ạ? Các chỉ số tài chính để có thể trở thành một nhà đầu tư. Đấy, thì chúng ta có 5 năm nhưng có đến 4 năm thì anh ấy mài rìu, đúng không ạ? Mài rìu 4 năm đấy. Thì bây giờ anh bảo anh ăn may thì tôi không tin, bởi vì cái ngành này không ăn may được. Ngành của tôi ngày xưa tôi ăn may được, nhưng anh Lương anh giỏi anh không ăn may đâu. Thì anh ấy đến năm thứ năm thì anh ấy múa rìu phát là chặt cây là nó đổ rồi. Thì chúng ta phải chia nhỏ mục tiêu ra, ví dụ như chúng ta cái việc chúng ta thực hiện từng ngày những cái mục tiêu nhỏ, xong từng tuần, từng tháng, từng năm thì nó sẽ đạt. Hay là có một cái phương pháp này, tôi chia sẻ một câu chuyện nhỏ thôi nhá. Ví dụ như là nhiều người rất là cảm thấy khó khăn cho cái việc dậy sớm, tôi cũng đã từng như vậy. Thế nhưng mà nó có một cái phương pháp rất đơn giản, đấy là ngủ đủ giấc, đúng không ạ? Muốn dậy vào lúc 5:30 thì cứ trừ ngược đi, chúng ta cần ngủ khoảng 7 giờ đồng hồ chẳng hạn vậy, hoặc 8 giờ đồng hồ, tùy từng người, tùy 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 sức khỏe từng người. Đấy, thì chúng ta trừ ngược lại, hãy ngủ đúng giờ. Chứ còn nếu mà chúng ta ngủ không đúng phương pháp, không ngủ đúng giờ thì chắc chắn là ngày mai chúng ta không chiến thắng được đôi mắt. Đấy, thì chia nhỏ mục tiêu và đúng phương pháp là hai từ mà tôi muốn góp ý thêm. Cảm ơn mọi người. Còn đối với anh Lương ạ, anh có chia sẻ gì về câu hỏi vừa rồi của bạn Thực ra là em cũng chỉ là đúc kết lại tí cái chia sẻ của anh thôi, thì nó cũng không khác mấy. Có hai thứ, một anh nghĩ là sự bền bỉ tạo nên là ước mơ phải đủ lớn. Nếu ước mơ không đủ lớn thì cái sự bền bỉ đấy nó vô nghĩa. Khi mà em không bền bỉ ấy, em cứ khi nào mà em nản lòng ấy, chắc chắn sẽ có lúc em nản lòng, thì em soi lại xem cái ước mơ của em nó đủ lớn hay chưa. Nếu em nản lòng mà em bỏ cuộc chứng tỏ ước mơ đấy chưa đủ lớn. Một cái ước mơ đủ lớn là một ước mơ phải khiến em sôi sục cơ, nó khiến em phải như kiểu điên ấy. Người ta gọi là điên của tuổi trẻ, chuyện đấy là chuyện hết sức bình thường nhé. Và cái thứ hai là đúng như anh Thắng nói, phải có sức khỏe. Bền bỉ gì thì bền bỉ cũng phải ngủ đủ giấc, sáng dậy thì buồn ngủ thì có mà lúc đấy ước mơ lên trời cũng đi ngủ tiếp, vì thế phải có sức khỏe. Đấy, có hai cái mình chia sẻ với bạn.